Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người những sản phẩm em vừa đấu giá cũng như là tuyển chọn về để giao lưu với mọi người. Thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827 để có thể chốt đơn một cách nhanh nhất nha. Thì sản phẩm hôm nay em lên cho mọi người đó chính là mã, theo mã là mã K, ở đầu là mã K1. Thì trước mắt mọi người thấy đây đó là một bình trà, hũ để trà hoặc là mình để súp hay là canh đều được. Đấy, cái này là nó có cái ron cao su nha mọi người, cực kỳ chắc luôn, cực kỳ kín luôn, không thoát hơi hay gì hết. Trà thì mình để đây cũng không bị mốc nhiều gì nữa. Đây là ron cao su nè, cực kỳ dày nha mọi người. Và trước hết chưa kể là cái phần này, phần nắp cài này nó cực kỳ chắc luôn. Đó, đây cho mọi người coi. Thì bình trà này cao tổng thể tính luôn cả nắp của nó là 14 xăng, miệng thì em đo rồi, miệng là 10 xăng và chiều cao không tính nắp là 11,5 xăng nha. Đây thì em đo trước cho mọi người coi nè, nắp là 10, miệng là 10 xăng nha mọi người, cao không tính nắp là 11,5 xăng, gần 12 xăng. Thì hũ trà này em xin giao lưu mọi người với giá là 550.000 cho một cái bình, một cái hũ trà này có ron cao su. Mọi người mua về có thể đựng, ngoài đựng trà ra còn có để yến hoặc để đồ nóng đều được. Đây, cái này là do dơ thôi nha, bụi bẩn á, cái gì mọi người mua thì em sẽ vệ sinh kỹ lại. Đây, cực kỳ đẹp luôn, trên nắp nè, phần quai đây. Mã K1 550.000. Tiếp đến là mã K2 em lên cho mọi người, đó chính là một ấm trà ngũ sắc, hàng xưa luôn nha mọi người, dán Âu. Cái hàng này là hàng Nhật xuất nhưng mà nó là dòng Imari, vẽ tay luôn nha, 100%. Hàng ấm trà ngũ sắc vẽ tay. Thì đợt có ai, có người hỏi em về có ấm trà ngũ sắc hay không á, thì nay em lên cho mọi người đây, một ấm trà Imari, tình trạng bảo quản còn cực kỳ tốt luôn. Đó, cho mọi người coi trước về cái phần nắp. Đây nha, hàng Imari vẽ tay. Dán này là của nó là dán Âu nha mọi người. Đó, xung quanh nè, mã K2 triệu một. Đó, thì lọc này nếu mọi người mua thì em có thể tìm, mọi người dùng á, thì có thể lấy lưới để mình sử dụng hoặc là để chân đều rất là đẹp. Ấm này là mã K2 thì dung tích của nó em nghĩ là gần 400 ml trở lên với cái ấm trà này. Mã này mã K2 em xin Zalo ấm trà này cho mọi người với giá là 1 triệu 650. Mã K2 1.650.000 nha. Một ấm trà Imari vẽ tay xưa, 1.650.000. Tình trạng bảo quản cực kỳ mới nha, hoàn hảo luôn. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người là mã K3. Đó chính là một chiếc tô ngũ sắc hai da nha. Mọi người xem, chiếc tô ngũ sắc hai da, chuyện mộc đầy đủ luôn. Phần đế là vẽ men lam vẽ tay luôn nha, ngoài là ngũ sắc đỏ, bên trong là men lam full luôn nha mọi người, chứ nó không có như lốm đốm mày chỗ trắng đó. Thì ở đây họa tiết là cành hoa nè, và trên hoa có một chú chim. Đây, viền là viền nâu sô cô la nha mọi người. Mã K3 một chiếc tô ngũ sắc, em xin đo kích thước cho mọi người nha. Kích thước miệng là 19 xăng, 19,5 xăng, xấp xỉ 20 xăng, chiều cao là 7,5, xấp xỉ 8. Mã này là mã K3 em xin Zalo mọi người với giá là 1.300.000, 1.300.000 cho cái tô này nha, cực kỳ đẹp luôn, full tô 1.300.000, mã K3 giúp em nha mọi người, 1.300.000. Tiếp theo là mã K4 em xin lên cho mọi người, đó chính là một ấm trà Banco. Đây, nó được khắc gọi là hoa anh đào nha mọi người. Ở đây, cái hàng này là em mua tuyển từ bên Nhật về, nhưng mà do vận chuyển xa nên là cái phần nắp của nó bị một chấm ở đây rồi, với lại một cái chấm nhỏ xíu ở đây, hai chấm như hạt gạo vậy đó. Còn lại đều tình trạng bình thường nha mọi người. Bên trong lòng này à,
này là lọc gớm luôn nha, ở đây nè. Đó. Cái này có chuyện nha, chuyện vui. Thì ấm này em xin giao lưu bằng giá gốc đi, không bớt luôn cho người luôn. Thì ấm này em xin giao lưu mọi người với giá là 350 ngàn cho cái ấm gọi là Huhin, 350 ngàn cầm vậy nha mọi người, 350 ngàn với mã K4 nha, mã K4 350 ngàn cho cái ấm này. Ấm này thì dung tích tầm cỡ 250 trở lên nha, Banco 350 ngàn mã K4. Tiếp theo em lên cho mọi người là một bộ dĩa ngũ sắc xanh. Đây, họa tiết nè, xanh nha, hình họa tiết là cánh quạt nha mọi người. Còn bên trong ẩn là nó có hình hoa anh đào trắng trắng đây nè. Đó, viền vàng còn mới luôn nha mọi người, viền vàng còn mới luôn nha, chưa bị chày xước gì hết. Đây, mặt sau chuyện cũng vàng luôn. Đó, viền vàng. Và dĩa bộ này là bộ mới nha. Thì kích thước bộ này là 19 xăng, chiều cao là 2.5, tại cái này là đế cao mọi người. Thì dĩa này em xin giao lưu với mọi người với giá là 850 ngàn cho một bộ 4 chiếc này, mã K5 nha mọi người, mã K5 850 ngàn mã K5. Đây, tiếp theo là em lên cho mọi người một bộ hàng Imari tiếp, một bộ tô nắp. Em lên trước một trận, mã K6. Đây, em lên cho mọi người, đây là một bộ tô xưa hàng Imari luôn, cũng vẽ tay các kiểu nè. Đấy, người xem. Thì bộ này là gồm 5 chiếc full bộ nha, chuyện của nó đây. Đó, bên trong nè, xung quanh. Đấy, vẽ tay nha mọi người. Thì bộ này có kích thước miệng, đường kính miệng của tô là 16 xăng, cao là 8.5 xăng. Đó, bộ này là hàng xưa. Thì bộ này em xin giao lưu mọi người với giá là 2.500.000, 2.500.000 mã K6 giúp em, 2.500.000 mã K6 cho một bộ cô tô siêu phẩm này. Còn vẽ vàng đây nè. Đó, một bộ tô hàng Imari, chuyện trên nắp luôn nha mọi người, và chuyện ở đáy tô luôn. Rồi, nghe xin xuống mã. Tiếp theo là mã K7. Đây, em lên cho mọi người 33 chiếc ly này nữa, hàng Kutani, hàng sưu tầm. Thì ly này dạng hình lục giác nè, bên trong họa tiết là thi sĩ, ba vị thi sĩ, chuyện mộc đầy đủ vì xung quanh luôn. Đó, ly này thì ba vị thi sĩ. Còn ở đây là hoa, nhiều loại hoa lắm nha, hoa mẫu đơn nè, hoa cúc nè, kiểu như bách hoa vậy, có cặp chim nữa. Đấy, chuyện luôn. Còn đây là cũng ba vị thi sĩ nha mọi người, nhưng mà nó được cái gọi là vẽ vàng, vàng full luôn nha, cũng hàng Kutani luôn. Đấy, thì kích thước của ly này là kích thước miệng là 7 xăng, cao là 3.5 xăng. Bộ này gồm 3 chiếc, em xin giao lưu mọi người với giá là 500.000, 500.000 cho 3 chiếc ly này. Đây, cực kỳ đẹp, mã K7 nha, mã K7 500.000. Tiếp theo lên mọi người là mã K8. Đó chính là một chiếc bình hoa mẫu đơn. Đây, cực kỳ đẹp luôn, họa tiết vẽ là gần full nửa bình. Đó, hoa mẫu đơn, mọi người xem. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Ở đây là gồm có 5 hoa và 2 búp nha mọi người. Chuyển đi ạ.
hàng Kutani, miệng viền vàng nè. Em đo kích thước luôn. Kích thước miệng là 9 xăng, cao là 25.5 xăng. Bụng là 54 xăng nha mọi người. Bụng là bụng 54 nha. Thì bình này em xin Zalo mọi người với giá là 1.850.000. 1.850.000. Mã K8. Mọi người lấy thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827. Và mọi đơn hàng bên em đều là free ship và bao bể vỡ nha. Có vấn đề gì thì mọi người có thể chụp hình sản phẩm lại và gửi qua bên Zalo cho em, hoặc là gọi điện cho em để em giải quyết cho mọi người. Mã K8 1.850.000 nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo em lên cho mọi người đó chính là một chiếc Chawan Raku. Đây, hàng này đáng lẽ là em để em sưu tầm nè. Cực kỳ xưa luôn. Nhìn cái đường, mấy cái phần rạn nè. Đó. Hàng này cực kỳ xưa luôn nha. Chuyện đây. Chuyện Raku. Đó, làm tay thủ công hết. Thì cái này kích thước miệng của nó, kích thước miệng của nó là 13 xăng, cao là 9 xăng. Chiếc chai quan này em xin Zalo mọi người với giá là 650.000. 650.000 nha. Một cái chai quan đáng để sưu tầm, hàng Hagi. Mộc. Đây nha mọi người. Cực kỳ xịn. Rồi, mã K9 650.000. Tiếp theo lên mọi người đó chính là mã K10. Đây. Một chiếc ly cá chép nội khối, đắp nổi nha. Hàng đắp nổi nha mọi người. Đó, vẽ tay. Chuyện hai chữ. Bên trong là có vẽ men lam nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Ly này kích thước miệng là 7 xăng, cao là 10.5 xăng. Đây cho mọi người coi kỹ lại. Đấy, ly này em xin Zalo mọi người với giá là 350.000. Mã K10 350.000 nha. Mã K10. Tiếp đến là mã cuối cùng là mã K11. Đây em xin lên mọi người xem bộ này. Bộ sake hàng em đấu giá về. Nó hơi cứng một xíu. Rồi đây. Ở đây là em có bộ sake, bộ này là bộ lớn nha. Bộ sake ông bà. Hàng dạng bát giác nha. Một. Đây gồm 2 bình và 5 ly. Ly này là vẫn còn trong bọc nè. Và còn giấy luôn, tem mác. Thì hàng này là hàng em sưu tầm về. Đây mọi người xem. Bình sake nè. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thì hàng chưa sử dụng. Nhưng mà do thời gian á, để lâu á, để trưng bày á, thì nó có bị nhâm gọi là mấy cái vết ố rồi. Ố qua thời gian thôi, chứ không vấn đề gì hết. Không ảnh hưởng mẻ vỡ gì hết nha mọi người. Chuyện đây ạ, chuyện hàng Kutani nha, chuyện vuông. Thì họa tiết ở đây là full bình luôn, còn chừa lại một khoảng chốc nữa, khoảng trống đây thôi. Họa tiết cỡ 90% nha. Cặp chim hạc nè, tùng trúc cúc mai nè, cây tùng nè, ông bà lão nè. Ở đây là có rùa kim quy các kiểu nữa. Đây, sông nước. Dán là dạng dán góc cạnh nha mọi người. Còn đây là ly của nó. Ly thì cũng vậy luôn, họa tiết y chang bình. Đó, chim hạc nè. Đó, cặp ông bà, ông tơ bà nguyệt. Cua. Rồi đó, kim quy, chuyện. Đây, họa tiết lục giác nha mọi người. Rồi, bộ này dạng bộ sake lớn, nó sẽ lớn hơn mấy cái bộ sake thường. Thì em xin Zalo mọi người bộ này với giá là 2.500.000.
với mã là K11 và cũng là mã cuối cùng của em luôn. Mã K11 1.200.000. Mọi người lấy thì gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827 để chốt đơn và cũng như tham khảo sản phẩm mà mình cần muốn xem nha. Bye bye mọi người, em xin kết thúc video tại đây. Bye bye.